Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo của chương trình đại số lớp 8 học kỳ 2, đó là bài 2, bài phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải. Ta có phần 1 như sau. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình mà nó có dạng a nhân x cộng với b bằng 0 với ab là hai số đã cho. Đây, với những cái số này số đã cho và điều kiện a của ta khác 0 thì được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. Được chưa? Chẳng hạn chúng ta có phương trình 2x trừ đi 1 bằng 0 hoặc là 3 trừ đi 5y thì những cái phương trình này bằng 0 là những cái phương trình bậc nhất một ẩn. Để giải các cái phương trình này thì ta thường áp dụng các quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân mà ta nêu sau đây để chúng ta làm. Vì sao phương trình này có dạng phương trình này là phương trình bậc nhất một ẩn? Vì nó có dạng a nhân x cộng với b bằng 0, trong đó a bằng 2 này, b bằng trừ 1 này. Được chưa? Cái này là a bằng trừ 5 này, b bằng 3 này. Sang phần 2 là hai quy tắc biến đổi phương trình. Thứ nhất đó là quy tắc chuyển vế. Ta đã biết trong một cái đẳng thức số, khi chuyển vế một hạng tử từ vế này sang vế kia thì nhất định chúng ta phải đi đổi dấu cái hạng tử đó, đúng nào? Đối phương trình thì ta cũng làm tương tự. Chẳng hạn đối phương trình này x cộng với 2 bằng 0, khi chuyển cái con cộng 2 từ bên này sang này, bên này đang là cộng 2 thì chúng ta chuyển sang bên này thì chuyển thành trừ 2, đúng không ạ? Như vậy chuyển cộng 2 từ vế trái sang vế phải thì đổi thành trừ 2, đúng không ạ? Như vậy x nó sẽ bằng 0 trừ đi 2, đúng chưa? X cộng với 2 bằng 0, như vậy x sẽ bằng 0 trừ đi 2, và như vậy x nó sẽ bằng trừ 2. Bản chất thì nó cũng như là các cái phép toán mà chúng ta đã học ở lớp dưới thôi. Đấy, các em tính toán như các cái phần ta đã học ở lớp dưới. Đây chúng ta có như vậy này. Chúng ta áp dụng khi trong một cái phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó. Quy tắc trên thì được gọi là quy tắc chuyển vế. Chuyển vế đổi dấu. Nhớ chưa? Chuyển vế đổi dấu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hỏi chấm 1. Hỏi chấm 1 chúng ta có ý A này. Ý A ở đây chúng ta có x trừ đi 4 bằng 0. Yêu cầu chúng ta giải, đúng không ạ? Vậy giải thì chúng ta làm hoàn toàn là như các cái lớp chúng ta làm. X sẽ bằng 0 cộng với 4. Con trừ 4 này chuyển sang đây thì chúng ta chuyển thành dấu cộng. Đổi dấu đi, đúng không ạ? Đấy, đổi dấu trừ thành dấu cộng. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng 4. Được chưa? Câu B này. Câu B là 3/4 cộng với x bằng 0. Đúng không? Vậy 3/4 cộng x bằng 0 thì các em tìm x như thế nào? Muốn tìm x này, đây là số hạng cộng số hạng bằng tổng, đúng không ạ? Muốn tìm x thì các em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, đúng không ạ? Như vậy x sẽ bằng 0. Cái con 3/4 bên này này đang viết như này, tức là 3/4 bên này đang dấu cộng. Các em chuyển sang thì thành trừ đi 3/4. Được chưa? 0 trừ đi 3/4. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng -3/4. Rất là dễ, đúng chưa? Tiếp theo chúng ta có 0,5 này trừ đi x này bằng 0. Câu C, 0,5 trừ đi x bằng 0, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 0,5 sẽ bằng 0 cộng với x, đúng không? Bằng 0 cộng x. Con này bên này đang dấu trừ chuyển thành sang bên này, đổi vế chuyển thành dấu cộng. Vậy chúng ta có 0,5 0 cộng với x thì bằng x, đúng không ạ? Vậy viết như này tức là các em có thể viết lại, vậy x bằng 0,5. Được chưa? Như vậy câu C chúng ta có thể viết lại là x bằng 0,5. Như thế này là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được phần hỏi chấm 1. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút các em nhé.
Tiếp theo chúng ta sang phần B, đó là phần quy tắc nhân với một số. Ta đã biết trong một đẳng thức thì ta có thể nhân hai vế với cùng một số. Đối phương trình ta cũng có thể làm tương tự. Chẳng hạn với cái phương trình 2 nhân với x bằng 6, thì khi mà chúng ta nhân cả hai vế với cùng một cái số đó là 1/2 thì ta sẽ được x bằng 3. Đúng không ạ? Vậy này, đây là phương trình bên này là 2 nhân x bằng 6. Phương trình bên này có vế bên trái là 2 nhân x. Chúng ta lấy 2 nhân x nhân với 1/2. Bên này các em lấy 6 nhân với 1/2. Đúng không ạ? Vậy 2 nhân x nhân với 1/2 thì nó bằng x. 6 nhân 1/2 thì bằng 3. Bản chất ở đây các em cũng có thể lấy 6 chia cho 2 cũng được thì bằng 3. Đấy, để ra cái giá trị x bằng 3 này. Như vậy này, trong một phương trình ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác không? Quy tắc trên, nhớ là nhân nhưng mà phải nhân với số khác không? Quy tắc trên là quy tắc nhân một số, gọi là quy tắc nhân. Chú ý rằng nhân với 1/2 thì cũng có nghĩa là chia cho 2. Do đó chúng ta cũng có thể phát biểu như sau. Trong một phương trình ta cũng có thể chia cả hai vế cho cùng một số khác không? Đấy, khi nhân hay chia hai vế của một phương trình với một số khác không thì ta được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho. Nhá, nhân hay chia cả hai vế với cùng một số, miễn sao số đấy khác không thì chúng ta được một cái phương trình tương đương với phương trình ban đầu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm phần hỏi chấm 2. Hỏi chấm 2 này. Hỏi chấm 2A là chúng ta có x chia cho 2 bằng -1. Đúng không ạ? X chia 2 bằng -1. Vậy thì các em cứ làm bình thường. Ta cứ mạnh dạn làm bình thường thôi. Vậy từ đây chúng ta sẽ có x, nó sẽ bằng -1 nhân với 2. Đấy, đây số bị chia, đây số chia thương. Thì muốn tìm x thì các em lấy -1 nhân 2. Đấy, tức là ở đây chúng ta nhân cả hai vế này. Thực ra chúng ta lấy 1/2 x phần 2 nhân với 2. Bên này cũng -1 nhân với 2. Được chưa? Nhân cả hai vế với cùng một số đấy. Đúng không ạ? Đây. Đây bản chất thì nó là như này này. Đây, chúng ta muốn mất cái con 2 này đúng không ạ? Thì các em lấy là x phần 2 này. Các em nhân với 2. Vế bên trái nhân 2 thì vế bên phải chúng ta cũng nhân với 2. Đúng không ạ? Nhưng mà 2 nhân với 2 này, hai con số 2 nhân với nhau thì rút gọn cho nhau. Như vậy chúng ta sẽ còn là x thôi. Đúng không ạ? Vậy chứng tỏ là x bằng -1 nhân với 2, như vậy x bằng -2 luôn cũng được. Được chưa? Hoặc bạn nào viết là x bằng -1 nhân với 2 bằng -2 cũng được. Không ai bắt bẻ các em cái bước này đâu. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có 0,1 nhân với x bằng 1,5. Thì B này. B là 0,1 nhân x bằng 1,5. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia hai vế cho 0,1. Chia cho 0,1 để bên này nó mất cái con 0,1 đi, đúng không ạ? Vậy thì 0,1 chia 0,1 hết, đúng không ạ? Đấy, vậy ở đây các em làm đúng theo quy tắc là chúng ta chia hai vế này. 0,1 nhân x này. Chia 0,1 này. Đấy, bên này chia 0,1 thì bên này cũng chia 0,1. Đấy là theo quy tắc chúng ta làm như vậy. Đúng không ạ? Vậy cái 0,1 này với 0,1 này mất này, chỉ còn mỗi con x thôi. Đúng chưa? Vậy 1,5 chia cho 0,1 thì sẽ bằng 15. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng 15. Đây là theo quy tắc. Nhưng mà bạn nào làm như thế này cũng được. Chúng ta có 0,1 nhân với x bằng 1,5. Vậy x sẽ bằng 1,5. Các em chia luôn cho 0,1 luôn. Đúng không ạ? 1,5 chia 0,1. Vậy ghi kết quả bằng 15 luôn cũng được. Đấy. Viết như thế này luôn cũng được. Nhá. Được chưa? Đều đúng nhá. Tiếp theo chúng ta có ý C này. Ý C ở đây là 2 âm 2,5 nhân x bằng 10. Âm 2,5.
nhân x bằng 10. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chia cả hai vế cho âm 2,5 để cho nó mất cái con âm 2,5 đi. Theo quy tắc này, theo quy tắc ta lấy âm 2,5x chia cho âm 2,5x chia cho âm 2,5. Bên này chia thì bên này cũng chia. Được chưa? Như vậy âm 2,5 chia âm 2,5 thì hết đi này. Bên này chúng ta còn x thôi. Như vậy sẽ bằng là 10. Các em lấy 10 chia cho trừ 2,5. Vậy 10 chia cho trừ 2,5 thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng âm 4. Đúng không ạ? Đấy. Hoặc là bạn nào biết như này thì cũng được. Đây, ta có là âm 2,5 nhân x bằng 10. Vậy suy ra x sẽ bằng 10, các em chia âm 2,5 luôn. Như vậy x sẽ bằng âm 4. Đấy. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được phần hỏi chấm 2. Sang phần 3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. Ta thừa nhận rằng từ một phương trình dùng các quy tắc ví dụ như chuyển vế này hoặc là quy tắc nhân, ta luôn nhận được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho. Sử dụng hai quy tắc trên để chúng ta giải phương trình bậc nhất, tức là để giải phương trình bậc nhất một ẩn thì các em sẽ dùng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân hoặc quy tắc chia để chúng ta làm. Đúng không ạ? Ví dụ giải cái phương trình 3x trừ đi 9 bằng 0 thì ở đây chúng ta có 3 nhân x trừ 9 bằng 0 thì nó sẽ tương đương với 3 nhân x sẽ bằng 0 cộng với 9, tức là 3 nhân x bằng 9. Như vậy x sẽ bằng 9 chia 3 và x bằng 3. Được chưa? Kết luận phương trình có một nghiệm duy nhất là x bằng 3. X bằng 3. Trong thực hành ta thường trình bày bài giải giải một cái phương trình như sau. Ví dụ ta có cái phương trình 1 trừ đi 7/3 nhân x bằng 0. Chúng ta sẽ giải này, 1 trừ đi 7/3 x bằng 0. Cái này tương đương với trừ 7/3 x. Trừ 7/3 x thì chúng ta giữ nguyên ở bên này, cái con trừ 7/3 này không chuyển đi đâu cả, nó vẫn nằm phía bên trái, chúng ta giữ nguyên cả dấu. Đây, giữ nguyên cả cái dấu của nó thì nó sẽ bằng 0 trừ đi 1. 0 trừ đi 1 này thì bằng âm 1, đúng chưa? Như vậy x của chúng ta, đây là thừa số nhân thừa số bằng tích. Như vậy x sẽ bằng trừ 1 chia cho âm 7/3. Mà trừ 1 chia âm 7/3 thì nó chính bằng trừ 1 nhân với âm 3/7, đúng không ạ? Như vậy nó sẽ bằng 3/7. Vậy tập nghiệm của phương trình S là bằng 3/7. Đấy. Vậy chúng ta có tổng quát này. Cái phương trình AX cộng với B bằng 0 với A khác 0 nó sẽ được giải như sau. A nhân X cộng với B bằng 0 thì tương đương với AX sẽ bằng 0 trừ đi B. 0 trừ đi B thì sẽ bằng trừ B. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta tìm X bằng cách lấy trừ B chia A. Và cái phương trình AX cộng với B luôn có một nghiệm duy nhất, chính là bằng trừ B chia A. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hỏi chấm 3. Ta có phần hỏi chấm 3 như sau. Hỏi chấm 3 này là âm 0,5 x cộng với 2,4 bằng 0. Yêu cầu chúng ta giải phương trình này, đúng không ạ? Như vậy cái con âm 0,5x này vẫn để phía bên trái, chúng ta giữ nguyên cả dấu của nó, tức là âm 0,5x để bên này, chúng ta không chuyển sang thì chúng ta dấu chúng ta giữ nguyên thôi. Nó sẽ bằng 0 trừ đi 2,4. Con này chuyển sang chúng ta đổi dấu, đúng không ạ? Như vậy âm 0,5x sẽ bằng trừ 2,4. Được chưa? Như vậy đến đây chúng ta sẽ có x sẽ bằng âm 2,4 mà chia cho âm 0,5. Đúng không? Vậy các em lấy âm 2,4 các em chia cho âm 0,5 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 4,8. X bằng 4,8. Vậy tập nghiệm của phương trình. Vậy phương trình có tập nghiệm. Phương trình nó sẽ có tập nghiệm là như thế nào các em? S bằng
4,8. Đấy, được chưa? Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi vào phần bài tập nhé. Phần bài tập này. Bài đầu tiên đó là bài tập số 6. Tính diện tích S của hình thang A, B, C, D theo X bằng hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta muốn tính diện tích hình thang, lấy hai đáy cộng với nhau này. Đáy lớn này. Đáy lớn cộng với đáy bé, đúng không ạ? Tức là lấy BC cộng với lại là AD nhân với chiều cao BH rồi chia cho 2. Đây là cái công thức tính diện tích hình thang. Cách thứ hai là chúng ta chia nó ra thành diện tích các hình. Đó là diện tích của hai hình tam giác này. Hai hình tam giác là tam giác ABH này. Hình vuông BCKH này và cái tam giác là CKD. Đấy, chia thành ba diện tích của ba hình này và chúng ta cộng ba cái diện tích ba hình này thì sẽ ra được cái diện tích hình thang. Sau đó giả sử S bằng 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Trong hai phương trình ấy có phương trình nào là phương trình bậc nhất hay không? Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ làm và xem thử là cái bài này như thế nào nhé. Vậy bài 6 này. Bài 6, ta làm ý thứ nhất trước. Ý thứ nhất, chúng ta muốn tìm diện tích này. Thì ta sẽ ghi ra đây trước nha. Ta sẽ tìm BH này. BH ở đây. BH người ta cho bằng X rồi. Em ghi vào để lát nữa chúng ta điền thôi. BC này. BC. Cái hình này là hình gì các em? Hình vuông. Đúng ạ? Hình vuông. Như vậy cái đoạn này bằng X thì BC cũng bằng X. Được chưa? Đấy, DA này. DA thì nó bằng 7 này, cộng với x này, cộng với 4, đúng nào? Bằng 7 này, cộng với x này, cộng với 4. Như vậy, DA nó sẽ bằng 7 cộng với 4 là 11. 11 cộng với x. Đúng chưa? Đấy là DA. Rồi, sau khi chúng ta viết được các cái dữ kiện như này rồi, thì chúng ta sẽ có diện tích. Công thức tính diện tích S của A, B, C, D sẽ bằng BH nhân với lại là BC cộng với DA tất cả chia 2. Đúng không ạ? Thì em thay số vào, S của A, B, C, D sẽ bằng BH ta là bằng x này. Đúng chưa? Nhân với BC đâu? BC của chúng ta cũng bằng x này. Được chưa? DA của chúng ta là 11 cộng với x này. Được chưa? Tất cả chia cho 2. Đúng không? Như vậy chúng ta có S của cái hình thang ABCD sẽ bằng x nhân với x cộng với x thì bằng 2x này cộng 11 này tất cả chia cho 2. Đúng không? Và người ta giả sử rằng cái diện tích này bằng 20. Giả sử rằng diện tích bằng 20. Vì diện tích bằng 20. Vì diện tích bằng 20 nên là các em sẽ suy ra là x này nhân với lại 2x cộng với 11 chia 2 bằng 20. Có đúng không? Đấy. Như vậy thì cái này nó sẽ tương đương với cái phương trình nào các em? Nó tương đương với lại là 2x. X nhân với 2x cộng với 11 sẽ bằng 20 nhân với 2, tức là bằng 40.
đúng chưa ạ? Đấy, ta được cái phương trình, cái công thức của cái phương trình thứ nhất là như vậy. Nếu như mà chúng ta thay S bằng 20 vào, đúng không ạ? Như vậy thì cái đằng này nó không có dạng AX cộng với B bằng 0. Như vậy cái này nó không phải là phương trình bậc nhất. Không có dạng phương trình bậc nhất. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm theo cái cách thứ hai nhé. Cái cách thứ hai là người ta chia thành diện tích của các cái hình nhỏ để chúng ta tính, đúng không ạ? Vậy chúng ta có cách thứ hai. Ý thứ hai của bài 6 đây. Thì đầu tiên các em sẽ tìm cho cô diện tích của cái tam giác ABH. ABH. ABH đây là tam giác vuông. Muốn tìm diện tích tam giác vuông thì em lấy tích của hai cạnh góc vuông nhân với nhau chia 2, đúng không? Như vậy thì nó sẽ bằng là BH nhân với AH chia 2. Đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ bằng là BH là bằng x này nhân với 7 này chia 2. Đúng chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có diện tích của BCKH là diện tích hình vuông. S của BCKH. Muốn tìm diện tích hình vuông thì các em lấy cạnh nhân cạnh thôi. Chính bằng x nhân với x thì bằng x bình phương. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái diện tích của cái tam giác là CKD. CKD cũng là tam giác vuông, vậy nó sẽ bằng tích của hai cạnh góc vuông nhân nhau chia 2, đúng không ạ? CKD. S của CKD. CKD thì nó sẽ bằng CK nhân với KD chia 2. CK nhân với KD chia 2. CK của chúng ta bằng x, KD bằng 4. Như vậy nó sẽ bằng x nhân với 4 chia 2. X nhân với 4 chia 2 thì bằng 2x. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có cái diện tích của cái tứ giác ABCD. S của ABCD sẽ bằng tổng 3 cái diện tích này, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ bằng là tổng 3 cái này, tức là 7 nhân x chia 2 cộng với x bình phương cộng với 2x, đúng không? Như vậy chúng ta có này, nó sẽ bằng này, x bình phương 7 x chia 2 cộng với 2x. 2x này thì em có thể viết là bằng 4x chia 2, đúng không ạ? 4x chia 2 thì bằng 2x này. Vậy 4x chia 2 cộng với 7x chia 2 thì nó chính bằng 11x chia 2, đúng không? Đấy, mà S người ta cho bằng 20. Sau khi viết được công thức rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ suy ra được cái phương trình là x bình cộng với 11 phần 2x. 11 nhân với x này chia cho 2 này bằng 20. Đúng chưa? Thế cái phương trình này, đây là số x các em nhé. Đây là x. Đấy, 11 nhân x chia 2. Thế thì phương trình này có phải là phương trình bậc nhất không? Không, đúng không ạ? Đây là bậc 2 này. Bậc này là bậc 2 rồi. Phương trình bậc nhất nó phải có dạng A nhân x cộng với B bằng 0 cơ, đúng không ạ? Vậy cái phương trình này không có dạng, đây có đặt là phương trình 2, cũng không có dạng phương trình bậc nhất. Như vậy cả hai cái cách tính của chúng ta tính ra thì không có cách tính nào là phương trình bậc nhất cả.
Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 7. Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các cái phương trình sau. Như vậy ở đây các có bài 7 này. Bài 7 ý A là x 1 cộng với x, 1 cộng x bằng 0. 1 cộng với x bằng 0 thì đây chính là phương trình bậc nhất. Cái này chính là phương trình bậc nhất. Vì các em cũng có thể viết lại là gì? X cộng với 1 bằng 0. Đúng không ạ? Như vậy hệ số A của chúng ta ở đây là 1. Đúng không? Vậy cái phương trình này, các em để dễ nhìn thì em đã viết này. Nó chính là cái phương trình x cộng với 1 bằng 0. Đấy. Đúng không? X cộng với 1, vậy hệ số A ở đây x đứng một mình tức là 1 nhân với x cộng 1 bằng 0. Đúng không ạ? Như vậy thì cái hệ số A của chúng ta, hệ số A này trong trường hợp này sẽ bằng 1. Hệ số B trong trường hợp này bằng 1. Đúng không? Vậy đây là phương trình bậc nhất. Đây sẽ là phương trình bậc nhất. Còn cái phương trình B này, phương trình B x cộng với x bình phương bằng 0. Các em nhìn thấy số mũ này, số mũ ở đây là mũ 2. Khi mà số mũ là mũ 2 thì không thể là bậc nhất được, nó phải là bậc 2. Vậy đây không phải là phương trình bậc nhất. Không phải phương trình bậc nhất. Được chưa? Vì số mũ ở đây là mũ 2. Tiếp theo câu C này. Câu C ta có 1 trừ đi 2 nhân với T bằng 0. 1 trừ đi 2 nhân T bằng 0 thì các em có thể viết lại một chút là chúng ta có trừ 2 nhân T này, trừ 2 nhân T này cộng với 1 bằng 0 cũng được. Đúng không ạ? Viết lại như này để các em thấy dễ nhìn. Như vậy đây chính là phương trình bậc nhất. Hai phương trình này giống nhau này. Đây là trừ 2T này, trừ 2T này cộng 1 này, đây cộng 1 bằng 0. Đúng không ạ? Vậy đây chính là phương trình bậc nhất. Phương trình C này chính là phương trình bậc nhất. Này, phương trình bậc nhất này với hệ số A của ta đây chính bằng trừ 2. Đúng chưa? Hệ số B ở đây chính bằng 1. Đúng không nào? Phương trình C, phương trình C rồi đúng không ạ? Phương trình D này. D ở đây chúng ta có 3 nhân với y bằng 0. 3 nhân y bằng 0 thì các bạn có thể viết như nào? Sẽ bằng 3 nhân với y cộng 0 bằng 0. Đúng không ạ? Và viết như này thì chúng ta thấy rõ ràng nó là phương trình bậc nhất. Đúng không ạ? Vậy phương trình D này là phương trình bậc nhất. Phương trình bậc nhất có này. Cái hệ số A ở đây bằng 3. Hệ số B ở đây bằng 0. Đúng chưa? Cuối cùng phương trình E. Phương trình E là 0 nhân với x trừ 3 bằng 0. Vậy quay lại cái điều kiện cho cô. Phương trình bậc nhất đây. Phương trình bậc nhất là phương trình có dạng A nhân x cộng với B bằng 0 với AB là hai số đã cho và A phải khác 0. Tức là cái hệ số ứng với x phải khác 0. Đúng không ạ? Thế nhìn quay lại vào cái phương trình này thì các em thấy là hệ số của x ở đây lại bằng 0. Cái số này nó nhân với x bằng 0. Như vậy đây không phải là phương trình bậc nhất. Không phải phương trình bậc nhất. Không phải phương trình bậc nhất vì hệ số A ở đây bằng 0. Đúng chưa? Đấy. Trong phương trình bậc nhất hệ số A của ta phải khác 0 cơ. Như vậy là chúng ta đã vừa đi tiếp được thêm được bài nữa ở trong cái sách giáo khoa rồi. Các em hãy về làm nốt cho cô các bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt các bài tập còn lại. Đúng không nào? Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.